Kính chào quý thầy cô. Trong video clip này, em xin hướng dẫn cách chuyển từ trang LMS là trang dạy học số do Pearson tài trợ sang trang UTX LMS là trang dạy học số mới của trường mình. Thì đầu tiên chúng ta login vào trang lms.hcmute.edu. Sau khi login vào thì đây là màn hình hiển thị của mình. Chúng ta cũng login vào trang UTX lms.hcmute.edu.vn bằng cách là chúng ta bấm login, và cũng tương tự như cũ, chúng ta có hai hệ thống thì để đơn giản chúng ta sử dụng Google login, chúng ta login vào email do trường cấp. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có các khóa học sandbox là các khóa học dùng để đổ tạm thời cho quý thầy cô chuyển dữ liệu từ trang server cũ sang một cái server mới đặt ngay trong trường mình. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều khóa học sandbox ở đây. Chúng ta chọn một khóa học để chúng ta đổ dữ liệu qua. Thì đầu tiên, bước 1, chúng ta tạo file backup của khóa học cũ. Chúng ta vào khóa học mong muốn. Thí dụ như đây em chọn một khóa. Rồi, chúng ta có một khóa học có gồm các chương bài ở đây. Thì chúng ta có thể tạo file backup để chúng ta chuyển dữ liệu qua bằng cách là chúng ta nhấp vào khóa học mong muốn, thí dụ như ở đây là vi điều khiển. Rồi, sau đó chúng ta chọn backup. Đây, backup, chúng ta bấm vô backup. Nếu quý thầy cô không thấy thì ở ngay chỗ ngay chỗ cái tab bên hông, nó sẽ có cái thanh là administration đây. Chúng ta sẽ chọn backup, chúng ta kéo lên kéo xuống có thể giao diện nó khác tí xíu. Rồi, chúng ta chọn vô backup. Rồi, màn hình backup hiển thị, thì trên màn hình backup sẽ hiển thị ra các cái thông số mà chúng ta cần backup. Thì đa phần là chúng ta để mặc định cũng được. Đấy, hệ thống nó sẽ tự động backup tất cả khóa học. Rồi, chúng ta bấm next. Rồi, bấm next này để chúng ta tùy chọn coi những cái nội dung nào mà chúng ta muốn backup qua. Chúng ta có thể lược bớt đi. Đây, thí dụ như nó tích các cái phần trên hình đây, ví dụ như đây là ở chương 3 có một số thông tin đây, thảo luận. Nếu chúng ta không muốn backup nội dung này thì chúng ta uncheck nó, chúng ta bỏ check nó ra thì nó sẽ không backup. Chúng ta check vô thì nó sẽ backup. Thì mặc định hệ thống sẽ check hết cho quý thầy cô, tức là tất cả khóa học đều chuyển qua hết. Ở đây thí dụ như có cái nội dung là số 9 này, em thử nghiệm gì đó thì em có thể untick nó ra, thì trong cái phần backup qua cái trang mới nó sẽ bỏ cái nội dung số 9 này ra. Đó, thí dụ. Rồi, ok, sau khi chúng ta kiểm tra lại các thông tin mà chúng ta cần backup, chúng ta thấy hài lòng thì chúng ta bấm next là tiếp theo. Rồi, đây là tên của file backup có đuôi mbz. Rồi, thì đây là cái bản tóm lược thông tin những phần nào sẽ được backup qua. Chúng ta bấm vào perform backup. Rồi, perform backup xong thì chúng ta sẽ thấy là file backup đã được tạo thành công. Chúng ta bấm vào continue. Rồi, sau khi backup thành công thì chúng ta sẽ có một file backup ở đây, là chúng ta mới vừa tạo vào ngày tháng. Chúng ta có thể check cái thời gian, thời điểm đây chúng ta. Rồi, đây là file backup của toàn bộ khóa học của em. Em download do tất cả video clip của khóa học em đều để ở server ở YouTube hoặc là Google Drive của lớp học đây. Em để Google Drive lớp học, tất cả các file, các nội dung của môn học em đều để ở Google Drive, cho nên dữ liệu lưu trữ ở dạy học số rất là nhanh. Và do đó chúng ta chuyển đổi qua đây, các slide bài giảng em đều để link ở một cái liên kết bên ngoài hết, thì khi đó dữ liệu lưu trữ ở trang dạy học số rất là gọn nhẹ. Và khi mà chúng ta cập nhật nội dung của bài học, ví dụ cập nhật slide hoặc là cập nhật phần mềm hay cập nhật những cái nội dung khác, sách vở này kia, thì chúng ta chỉ cần cập nhật trên Google Drive này thôi. Sinh viên ở các lớp khác nhau, ở các học kỳ khác nhau, nó sẽ tự động nó link tới cái link này, thì nó sẽ tự động được cập nhật cái tài liệu mới nhất của chúng ta. Tránh trường hợp là mỗi khi cập nhật mới, chúng ta phải vào từng cái lớp học của từng cái nhóm học, chúng ta sửa lại cái link mới. Đấy, thì cái ưu điểm của nó là như vậy.
Rồi chúng ta download cái nội dung khóa học này về. Rồi em để đây, download nội dung khóa học này về. Rồi chúng ta đã có file backup xong, chúng ta vào khóa học bên trang UTX LMS. Thí dụ như em vào cái khóa sandbox này đây, để em đổ dữ liệu sang. Rồi ở đây là một cái khóa học trống, thì chúng ta có thể bấm vào restore, là khôi phục cái khóa học dựa trên cái file đã có. Rồi chúng ta chọn cái file mà chúng ta muốn backup, thì ở đây nhà trường cho phép chúng ta file tối đa là 500 MB. Như em cũng đã trình bày thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta cố gắng lưu trữ dữ liệu ở một cái server ngoài, một cái Google Drive của riêng chúng ta. Thì khi mà mình cập nhật video, mình cập nhật những cái nội dung của môn học á, thì nó được nhanh chóng hơn, thao tác rất là chính xác, khỏi phải mất công chúng ta làm ở nhiều lớp, nhiều nhóm khác nhau. Rồi chúng ta có thể là bấm vào Choose File để chúng ta upload file đó lên. Upload file đó lên. Đây, chúng ta backup đây. Chúng ta chọn Demo File đây. Là file lúc nãy chúng ta vừa save. Chúng ta bấm vào để chúng ta open nó ra. Đấy, rồi upload this file. Upload this file. Rồi, chúng ta bấm vào restore. Rồi, chương trình sẽ báo cáo các cái nội dung mà nó sẽ được cập nhật qua cho chúng ta. Chúng ta kéo xuống dưới, chúng ta bấm continue. Rồi, thì nó có hai chế độ là merge, tức là ghép giữa hai lớp, hoặc là delete cái nội dung của lớp cũ và đổ thông tin lớp mới vô. Thì để an toàn, vì delete là chúng ta không undo được, cho nên quý thầy cô chọn merge để sau này chúng ta xóa từng nội dung riêng sau. Chúng ta bấm vào continue. Rồi next. Rồi đây là cái phần tên, thì quý thầy cô cứ để mặc định, chúng ta sẽ sửa cái tên của khóa học sau, chúng ta sẽ chỉnh sửa khóa học để sửa sau để cho nó an toàn cho cái quá trình chuyển đổi của mình. Chúng ta bấm next. Rồi đây là các cái báo cáo những nội dung đã được chuyển sang. Chúng ta bấm perform restore. Thì việc lưu trữ server ở ngoài các nội dung lớn như là video, hướng dẫn, bài học chẳng hạn rất là nặng. Quý thầy cô thấy không? Thì nó giúp cho quá trình restore cũng nhanh hơn. Nếu chúng ta có một file 500 MB hoặc là 1 GB backup thì chúng ta phải mất 2-3 tiếng đồng hồ để chúng ta hoàn tất cái khâu chuyển dữ liệu sang. Trong khi chúng ta chỉ vài chục mê hoặc là vài mê thôi, chỉ là thông tin dẫn nguồn video thôi, thì quá trình restore rất là nhanh. Rồi quá trình restore hoàn tất thì quý thầy cô sẽ dẫn tới trang web báo là đã thành công. Chúng ta bấm vào continue. Rồi chúng ta xem lại cái khóa sandbox 1251 này của mình. Chúng ta xem như vậy thì toàn bộ nội dung của khóa học cũ đã được chuyển sang khóa học mới. Đây là trang UTX LMS và đây là khóa học gốc, khóa học bên trang LMS. Thì quý thầy cô có thể thấy mối tương quan, có bài quiz 1, đấy, có dự án cuối khóa vân vân, có chương 1 đây, chương 1 đây đấy. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa các nội dung liên quan, các bài assignment, hỏi đáp, slide bài giảng đấy. Thì slide bài giảng thì chúng ta dẫn cái đường link thì nó sẽ mở cái slide bài giảng tương ứng. Khi chúng ta có nhu cầu cập nhật slide bài giảng mới thì chúng ta sẽ thay đổi cái slide bài giảng ở trong cái Google Drive của mình. Thì tất cả mọi lớp học, mọi nhóm chúng ta sửa một lần, nó sẽ được cập nhật mới qua cái slide bài giảng mới. Đấy, rồi. Đó là toàn bộ các khóa học chương 4, 5, 6. Đấy, chúng ta có thể kiểm tra lại một lần nữa các khóa học, các cái nội dung của mình. Đấy, vân vân. Đây. Tương ứng. Đấy. Rồi.
Khi mà backup thì mặc định hệ thống sẽ backup toàn bộ từ nội dung, video clip cho tới bộ đề, tất cả mọi thứ ở đây. Rồi. Và chúng ta xem có những cái nội dung của topic cũ là khóa học cũ, khóa học chống cũ á, nó vẫn còn nó vẫn còn chưa có được sửa, thì chúng ta có thể vô chúng ta xóa đi bớt những cái nội dung nào thừa, chúng ta trau chuốt lại khóa học của mình. Đây thí dụ như topic 13 là em không có nội dung gì đây, thì chúng ta có thể bật chế độ edit, turn editing on lên để chúng ta sửa khóa học giống như là chúng ta thao tác bên trang LMS vậy. Đấy, ở đây chúng ta không chúng ta mong muốn là sửa như thế nào thì chúng ta có thể chỉnh sửa, edit hoặc là thêm thêm bài giảng hoặc là thêm assignment, thêm quiz vân vân. Chúng ta thể thao tác giống hệt như bên trang LMS của mình. Đó là các bước thao tác cơ bản. Thì nếu quý thầy cô còn thắc mắc thì chúng ta có thể trao đổi hoặc là gặp trực tiếp em ở trung tâm dạy học số, hoặc là nhắn qua lớp học hướng dẫn bồi dưỡng chuyển đổi LMS sang UTX LMS mà quý thầy cô đã được gắn khóa học, được gắn vào làm học viên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thầy cô.